xà phòng trị mụn lưng tít có tốt không? Review chi tiết Xà phòng trị mụn lưng tít có xuất xứ tại Hàn Quốc, hiện đang nhận được vô số đánh giá tích cực từ phái đẹp. Bây giờ hãy cùng khám phá về xà phòng này nhé! tít là xà phòng diệt khuẩn, làm sạch sâu chân lông, trị mụn và dưỡng da toàn thân sau mụn cùng các bệnh như nấm da. Vẫy nến, viêm da. Về thiết kế, sản phẩm được lấy cảm hứng từ những trái đào căng mọng và rực rỡ, tông màu chủ đạo là màu vàng bắt mắt. Thành phần chính gồm có: salicylic acid, lưu huỳnh, aqua, glycerin. Salicylic acid 2% tăng độ ẩm cho da và hòa tan các chất giúp tế bào da khỏe mạnh, kết dính lại với nhau. Lưu huỳnh 10% có tác dụng diệt khuẩn diệt nấm và tiêu sừng, loại bỏ tế bào chết trên da. Cách sử dụng Làm ướt da và lấy một lượng thích hợp, tạo bọt và mát xa trong vài phút. Sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô. Sử dụng 2-3 lần mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hãy click vào link bên dưới để xem thêm nhiều cách trị mụn lưng hiệu quả nhé.